Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại YouTube nhà AMD. Trước mắt các bạn đó là mẫu bồn cầu một khối đến thương hiệu Inox, có mã là AC959VAN. Và ngay bây giờ sẽ là video mình xả thử và đánh giá hiệu quả sự thực tế của mẫu bồn cầu này. Trước khi đi vào bài xả thử, các bạn cần lưu ý, trên thị trường bây giờ chúng ta sẽ có hai mẫu bồn cầu chính có đầu mã AC959. Đó là mẫu bồn cầu có mã là AC959VAN với phần nắp nhựa đi kèm có mã là CF500VS, và bồn cầu có mã là AC959VN2 với phần nắp nhựa đi kèm có mã là CF600VS. Cả hai mẫu bồn cầu này đều giống nhau và chỉ khác nhau phần nắp nhựa đi kèm thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng lưu ý một số chi tiết kỹ thuật cơ bản như sau. Đây là mẫu bồn cầu một khối sử dụng hai chế độ xả nhấn với dung tích nước tiêu tốn ở đây. Với một lần xả nhẹ sẽ tiêu tốn khoảng từ 4,5 lít nước và một lần xả nặng sẽ tiêu tốn khoảng từ 6,5 lít nước, khá là tiết kiệm. Bên cạnh đó, mẫu bồn cầu này sẽ sử dụng chất lượng men sứ áp dụng công nghệ Aqua Ceramic. Công nghệ Aqua Ceramic độc quyền của Inox sẽ giúp cho lớp men sứ này có bề mặt men sứ siêu bóng và giúp chống bám bẩn. Đánh giá về kiểu xả và công nghệ xả, mẫu bồn cầu này đang sử dụng hệ thống xả rửa vành rim với lực nước xả mạnh hơn. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có phần vành sứ của bồn cầu được thiết kế dạng vành sứ đặc thay vì dạng vành sứ rỗng như một số mẫu bồn cầu giá thấp hơn. Với cái phần vành sứ đặc như thế này, chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh hơn trong quá trình sử dụng. Như thường lệ thì các bạn thấy ở đây là mình đang đặt mẫu bồn cầu này trên một cái đế xả chuyên dụng. Cái đế này sẽ giúp mình cấp nước cũng như là xả được thực tế cái bồn cầu này. Như các bạn thấy là mình đã bơm đầy nước vào trong bồn cầu rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành xả thử. Giờ mình sẽ tiến hành nhấn xả nhẹ trước. Rồi mình sẽ bắt đầu nhấn. Đó các bạn xem. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn xả nặng. Giờ mình sẽ bắt đầu nhấn. Đó các bạn xem. Với lần xả nặng này thì lượng nước sẽ thoát ra nhiều hơn. Và với công nghệ xả rửa vành rim thì lượng nước sẽ được thoát từ cái phần vành này xả thẳng xuống dưới lòng bồn cầu, tạo thành một dòng nước khá là xoáy. Để kiểm tra được cái hiệu quả sử dụng thực tế của mẫu bồn cầu này thì mình sử dụng ở đây là những cái hạt nhựa như này. Những cái hạt nhựa này sẽ tượng trưng cho những cái chất thải trong lòng bồn cầu. Mình sẽ thả những hạt nhựa này vào trong lòng bồn cầu như này. Đó, những hạt nhựa này sẽ nổi trên mặt nước. Và đây là một cái bài kiểm tra xả thải rất là khó. Và mẫu bồn cầu vượt qua được cái bài kiểm tra này thì mình sẽ đánh giá chúng đều có những cái hiệu quả sử dụng thực tế rất là tốt. Sau khi lấp đầy các hạt nhựa vào trong lòng bồn cầu, giờ mình sẽ tiến hành nhấn xả nhẹ. Đó các bạn xem, chỉ với một lần xả nhẹ thôi chúng ta đã xả trôi được hết tất cả các hạt nhựa trong lòng bồn cầu rồi. Tiếp theo mình sẽ nhấn xả nặng. Với lần xả nặng này thì lượng nước thoát ra nhiều hơn và mạnh hơn, và cũng ngay lập tức xả trôi tất cả những hạt nhựa trong lòng bồn cầu. Qua bài xả thử vừa rồi thì mình đánh giá mẫu bồn cầu này có hiệu quả sử dụng thực tế rất là tốt. Và tùy theo nhu cầu sử dụng các bạn thì chúng ta sẽ lựa chọn các chế độ xả nhấn nặng nhẹ khác nhau. Như các bạn thấy thì chỉ cần một lần nhấn xả nhẹ thôi thì cũng đã là vừa đủ để chúng ta có thể xả trôi tất cả các loại chất thải trong lòng bồn cầu rồi. Và trên đây là video đánh giá chi tiết của mình đối với mẫu bồn cầu Inox AC959VAN. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click ở phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.